Em thấy anh này sao mà hờ quá, hiền quá. Em nhìn anh này thì em nghĩ là chắc không biết cô gái đâu. Chị nhìn vào nó có cảm giác hờ. Đó là cái cảm giác ban đầu thôi. Yeah. Quen nhau á thì anh hay qua nhà em chở em đi chơi lắm. Tự nhiên về nhà rồi cái không chở nữa, cứ cuối tuần ở nhà không, mà trong khi em thì vẫn cứ nghĩ là giống như hồi chưa cưới. Em là em thích ở nhà. Anh là thích ở nhà, còn em thì thích đi ra ngoài đường. Vậy à. Năm nay các bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là Khánh Ngọc, em là năm nay 26 tuổi. Xin lỗi. Khánh Ngọc. Dạ, em tên Khánh Ngọc. Wow. Hết rồi. Nếu mà chị không gặp em, chị lại tưởng em là con gái. Đúng vậy. Tưởng là ca sĩ Khánh Ngọc không ạ? Dạ, em cũng có nhiều bạn bè cũng nói là em cũng giống tên ca sĩ giống như là. Đúng rồi. Nhưng mà có bao giờ mà cái ngày lễ nào của phụ nữ em bị nhận làm quà chưa? Dạ, dĩ nhiên có chị. Có luôn đó. Nhất là ngày 8 tháng 3 đúng không? Dạ, không chỉ là ngày 8 tháng 3 mà theo bảo hiểm nè, cái giấy chứng nhận nhân viên của em cũng là bà chứ không phải gì đâu. Trời vậy đó hả? Mới xíu không phải là Mister à. Rồi, xin mời bà xã của em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Bảo Trân, năm nay 26 tuổi. Nếu như em không nói tuổi thì anh có thể đoán em là khoảng chừng 16 tuổi. Thế thì hai bạn còn rất trẻ, vậy thì hai bạn quen nhau như thế nào? Giờ chồng em là học chung một trường đại học. Tình cờ là em có nghe tiếng cười của vợ em. Ủa lúc đó em cười sao mà để chồng em nghe? Em đang ngồi nói chuyện với lại các bạn nữ. Rồi không biết sao nói chuyện gì mà cười như thế nào em cũng không biết. Cười dữ gì nghe cho cười nghe con. Tại vì nếu mà cười bẽn lẽn người khác à, chắc chắn mà để dạ, đúng rồi. Nghe là chắc chắn phải cười bẽn lẽn rồi. Dạ dạ. Phải cười hó hó hó. Em cũng không có nói gì thôi. Tao cười thử thôi. Vậy là nghe rồi đúng không? Dạ. Vậy là ấn tượng từ cái tiếng cười. Dạ đúng rồi. Thì em nghe cái tiếng sao là tiếng cười đã tai quá. Đã tai. Dạ. Nhưng bắt đầu em mới chú ý thì em có hỏi là cái bạn ngồi ở trên đó, bạn nữ đó tên là gì? Nói là tên Trân. Thì em nói hơi có khi nào để cho mình cua này hỏi sao? Cua này. Dạ. Có nghĩa là ấn tượng của em về vợ em là chỉ có tiếng cười thôi sao? Bị cuốn hút bởi cái tiếng cười trước. Tiếng cười quá dễ thương. Bắt đầu là em mới tìm những câu hỏi sau em mới nhìn mặt. Nhìn mặt thì em thấy càng dễ thương nữa. Càng dễ thương nữa. Bắt đầu tìm những câu hỏi để em tiếp xúc là vợ em. Trân thì có ấn tượng gì với chồng của em không? Em thấy anh này sao mà hờ quá, hiền quá. Em nhìn anh này thì em nghĩ là chắc không biết cô gái đâu. Chị nhìn vợ nó có cảm giác hờ. Đó là cái cảm giác ban đầu thôi. Yeah. Biết đâu được là không phải như vậy. Đúng rồi, tiếp tục rồi. Khám phá bây giờ đầu bây giờ mình khám phá đây nè. Đó. Đó, bây giờ nếu mà khờ thì làm sao mà có được Trân đúng không? Vợ em á thường thường đi chung là bạn thân hết. Một hôm em có nhờ lại bạn thân của vợ em á, thì bạn về trước đi để cho mình trở về. Thì bạn anh cũng có làm ra cớ để về sớm. Có nghĩa là không hề khờ tí nào. Thế này là dùng thủ đoạn tiếp cận đối tượng. Dạ chính xác không? Dạ khờ. Rồi em. Lúc đó Trân chưa nghĩ ra cách nào đem về hết. Tự nhiên ở đâu anh chàng lại đi lên. Em đứng sao sẵn anh? Nói là để Thảo bạn bận hả, để Ngọc chở Trân về nha. Ừ. Thì cái lúc đó em gật đầu luôn. Lúc đó em có cảm giác đó là cái chiến lược của chồng dạ, em bây không, giờ em không? Em không hề biết luôn. Tại vì lúc đó bạn em mới có bạn trai á, nên em tưởng là chắc là đi chơi hơi bận thì cũng có lý. Nên em không nghi ngờ gì hết. Vậy lý do gì mà em cứ để chồng em chở em về? Tại vì có mình bạn này chở em về, em không biết về cách nào hết. Mà chở nhau nhiều lần như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để tỏ tình đúng không? Dạ đúng rồi, quan trọng là lúc đầu là mình chở được thì mình có cơ hội mình tiếp xúc mình nói chuyện. Anh cứ có cái trò hay lắm, làm thư bí mật á, ô chữ ô số á, vô học cái đưa cho em bức thư, nhưng mà em nhìn vô không có gì hết, toàn là cái khung rồi có chữ là A B C D gì đó. Muốn biết được là trong thư muốn nói gì á thì em phải tìm ra coi là anh muốn nói cái gì trong đó. Nhưng mà thường thì là nói những câu gì? Sau giờ học thì chở Ngọc chở Trân đi ăn chè. Sau giờ học Ngọc chở Trân về nha. Chứ không có cái chữ gì hả? Chưa dám là gì đó. Em thở đầu quá, nói sớm quá, từ từ chối. Dạ, phải từ từ thôi, từ từ thôi, thấm. Rồi vậy là cái cú knock out là bữa nào đâu em kể chị nghe coi. Em tạo ra một cái file Excel có 3 chỉ như chị nói vậy đó, thay vì là để hiện rõ ra thì em để ẩn. Em gửi cái file Excel đó cho vợ em. Thì lúc đó em nhận cái file, em mở ra sao thấy trăng tròn, em tưởng ảnh gửi nhầm. Cái em mới chat lại với anh, ủa có gửi nhầm không, cái file này đâu có cái gì đâu. Ảnh cứ nói là nhìn kỹ lại đi. Em cứ ngồi em nhìn, em tưởng là sẽ có cái gì hiện ra. Mà sao nhìn hoài cũng không có gì hiện ra. Cái em lại hỏi anh một lần nữa, nói, nhìn nãy giờ rồi cũng có gì khác đó, thôi, cũng cần lúc đó em phải nhắc. Lúc đó em phải nhắc là vậy em phải là bộ đen đi rồi em mới thấy được. Em mới nghe lời em bôi đen.
thì thấy ba chữ I love you. Khi đó thì em cũng chưa chắc chắn là vợ em có đồng ý hay không. Thì em cũng có hỏi là vợ em là ý em như thế nào. Vợ em cũng gửi đúng một file lại luôn. Em sợ là đôi khi nó trả lại thì sao, không có nhận tình cảm mình sao. Đó, thì em cũng hỏi thì vợ em có nói là you love me không? Đó là bước đệm. Đây bây giờ bắt đầu tới cái bước mà thì em có một cái hoạch cầu hôn vợ em. Thì em biết ý vợ em đó là thích chỗ lãng mạn. Trước ngày cầu hôn thì em đi đến một cái nhà hàng nào đó có đặt món sẵn hết luôn. Sáng hôm sau là em đi ra cái chợ hoa mua bông đến chỗ cái nhà hàng đó gửi, và em dặn rất là kỹ khi nào em tới báo thì cứ ra hiệu là cứ đưa bông ra. Hôm đó sao em thấy lạ quá, thường thì anh chỉ chở em đi vòng vòng gần nhà em thôi, lần này anh chở em ra tới quận nhất lận. Thấy chạy vô một cái tòa nhà thật là cao, em cũng hỏi ủa đi đâu vô đây chi vậy. Anh cũng cười cười anh không nói, anh dắt em đi lên tầng cao nhất của cái tòa nhà đó, dẫn vô cái chỗ ngồi. Khi đó là vợ em đang nhìn cảnh thành phố đi thì em có gia hiệu đưa bông ra, em mới chiều vợ em theo phản xạ. Em quay qua em thấy cái bông đưa sẵn nè, tự nhiên cái ảnh nói em đừng buồn. Sao em lại nghĩ là cổ buồn? Lúc đó là người phụ nữ thấy vui chứ, chắc có thể là vui quá thì đôi khi nó buồn quá. Lúc đó mặt em buồn buồn mắt rưng rưng á, em cũng sợ. Khi là cầu hôn là em đã chuẩn bị rồi, tới 5 phiên bản cầu hôn nữa. Anh yêu em là em có đồng ý làm vợ anh không hay là rất là nhiều cái. Nhưng mà khi đến thấy vợ em buồn quá, em hết hồn cũng cũng quên hết đó là dạ. Nhưng mà đến lúc đó là thật sự là mình cũng không biết xử lý cái tình huống như thế nào nữa. Khi đó mình cứ nói là em đồng ý làm vậy nhé. Đợi một vài phút sau vậy em trả lời nữa. Quá em cũng hết hồn. Lúc đó em hồi hộp quá. Rồi một hồi sau á em gật đầu. Rồi vậy thôi. Thế là khi đó mà mới về giải tỏa được anh. Lấy nhau được mấy năm rồi hả? Dạ khoảng 1 năm chị. Bây giờ sau khi cưới về vậy thì cái sự lãng mạn nó có leo đuổi cho tới bây giờ không? Khoảng thời gian đầu thôi. Trong quá trình sống á cũng có những cái mâu thuẫn với nhau, không có hiểu nhau. Chị nghĩ trong lúc yêu là hiểu hết rồi chứ? Cũng chưa chị ạ. Cái nào làm em ngỡ ngàng? Em thường hay em lên giường là em ngủ. Tại vì sau một ngày làm việc mệt mỏi lắm, vợ em lại không muốn dậy. Vợ em lên giường không có ngủ. Vợ em làm gì? Em mà không nghĩ bậy chị đi đầu xuống đất luôn á. Không. Người ta kể trong một cái chuyện hết sức nghiêm túc như vậy mà em chạy làm sao mà ra cái ý của em được hay vậy đó nha. Rất muốn biết trong khi chồng mình ngủ thì vợ làm gì? Em thì nghĩ là thời gian mà hai vợ chồng ở trên giường thì mới lúc đó là mới không gian riêng tư. Còn lúc mà đi làm về thì ở nhà thì mắc nấu cơm rồi coi tivi rồi vi tính này kia tùm lum nhiều thứ, không có tập trung vô được. Cho nên em nghĩ là thời gian mà trước khi ngủ hai vợ chồng ở trên giường thì lúc đó là tâm sự dễ hơn. Thực ra thì những cái năm đầu là những cặp vợ chồng son á, cái năm đầu và năm thứ hai là hai cái năm quan trọng nhất để mà mình có thể hòa hợp được với nhau. Thì nếu mà tụi em vượt qua được cái năm thứ nhất, điều đó là một cái điều rất là hay rồi. Bắt đầu đến năm thứ hai, nếu như chưa có con thì sóng gió nó sẽ bớt nổi lên một chút. Nhưng nếu như năm thứ hai mà tụi em có một đứa con nữa thì cái sóng gió nó lại nổi lên rất nhiều. Và sẽ nhiều mâu thuẫn và sẽ nhiều những cái bất đồng quan điểm. Chính vì vậy mà chắc chắn là ở cái thời điểm này tụi em mặc dù đang cố gắng để hòa hợp với nhau, nhưng mà cái sự giận hờn là không thể nào tránh khỏi. Ngay cả cái chuyện giống như bữa cơm gia đình á, cái đề tài đó không cũng là bao nhiêu thứ để gây lộn rồi. Chồng thích ăn này mà vợ không biết nấu. Rồi vợ chỉ biết nấu những món mà vợ biết ăn thôi. Vậy là cũng gây lộn nữa đó em. Chồng đi làm rồi vợ cũng đi làm vậy thì anh có thường xuyên cơm nhà không? Anh rất là thích ăn cơm gia đình, khi còn là nấu ăn ở nhà, chỉ có cuối tuần thì hai chồng ra ngoài ăn. Em thì là trước khi lấy anh chưa bao giờ đi chợ nấu cơm hết trơn á. Em nấu thì em nhớ lại mấy cái món em ăn nó có nguyên liệu vật liệu gì thì em mua em nấu, em tự nấu vậy chứ em không có học cách nấu như thế nào. Còn anh thì lại là một người là sành ăn uống, cái gì cũng phải đúng, phải bài bản. Giống như món này là bao gồm nguyên liệu một là này, hai là này, ba là này. Phải có những cái thứ như vậy. Vậy không là gây lộn đó. Em chỉ là chị nhận xét thôi. Vậy mỗi lần cũng nhận xét như vậy là em có quạo không? Có lúc cũng bực mình. Trước giờ mình chưa nấu, bây giờ mình cố gắng mình nấu vậy. Em thấy là nấu như vậy là cũng được lắm rồi á. Bữa cơm gia đình nó quan trọng lắm đúng không chị? Đúng rồi, vậy là được 1 năm rồi hả em? Dạ. Tụi em có dự định lúc nào có con chưa? Dạ là 2 năm nữa. Ồ, chị nghĩ rằng còn 2 năm nữa để tụi em có thể hòa hợp trong cái cuộc sống vợ chồng, để tạo một gia đình hạnh phúc, để đón những đứa con của mình. Đúng rồi. Hai vợ chồng còn rất trẻ thì chắc chắn là đi chơi nhiều lắm đúng không? Em có thường xuyên đưa vợ đi chơi không? Cái đó cũng là một cái khiến em rất là bất ngờ. Lúc mà quen nhau á thì anh hay qua nhà em chở em đi chơi lắm. Tự nhiên về nhà rồi cái không chở nữa, cái cuối tuần ở nhà không, mà trong khi em thì vẫn cứ nghĩ là giống như hồi chưa cưới. Em là em thích ở nhà. Anh là thích ở nhà, còn em thì thích đi ra ngoài đường. Vậy à. Rồi còn em,
ví dụ sau khi cưới vợ về thì có cái điều gì mà em chưa hài lòng với vợ? Vợ em á luôn luôn cười ra, mà em thích giọng cười của vợ. Nhưng mà em sợ vợ một điều là vợ mà buồn cái là vợ im, mà thì em cũng mong vợ em là sửa cái tính đó. Mỗi lần mà giận hay gì thì cứ nói ra đi, kiểu cái gì vợ chồng mình sẽ sẻ nhau, kiểu cách giải quyết. Trời ơi, cái này là quá là dễ rồi. Vợ thì giận là cứ nói thẳng với chồng, còn chồng bây giờ chịu khó cuối tuần chở vợ đi chơi đó, uống cà phê, đi đến cái chỗ mà lần đầu tiên mình tỏ tình, đi xem phim, đi xem kịch chẳng hạn. Tại vì tụi em còn 2 năm nữa để hoàn thiện nhau mà, đúng không? Yeah. Xin chúc hai bạn cứ giữ mãi cái tuổi trẻ, giữ mãi cái niềm hạnh phúc như thế này. Linh cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Bài Hôm Sau. Cảm ơn. Thì giống như cuối tuần em thói quen em hay đi bar chơi vậy đó. Thì mỗi lần mà vợ nói chuyện xong thì bạn nó gọi vô là em nói vợ anh mệt phải ngủ. Làm sửa soạn make up đi chơi. Trời ơi sửa soạn mà make up nữa. Bộ anh nhìn hình anh không có cảm giác gì sao vậy? Dạ. Bộ anh không có thương em mà, nó có yêu không? Nó có. Mà sao anh nhìn anh không ghen hả? Có gì đâu ghen, bình thường chụp hình thôi. Đó. Có vậy cũng phải bắt em ghen, nếu em không ghen là không quản em. Có đâu, tại vì ảnh chụp hình là ảnh toàn là mail gái không à. Hỏi sao vậy không ghen. Nhưng mà sao em lại bắt chồng em ghen ngược lại em? Tại vì em nghĩ không ghen là không thương em, nên em phải bắt ghen. Rồi, chào hai vợ chồng bạn. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Đoàn Tú, công việc của em là làm về bên điện tử đó. Dạ, em ở Mỹ. Còn em? Em tên là Lâm Thanh Linh, năm nay em 28 tuổi, công việc của em là nội trợ. Trước tiên là hỏi Tú nè. Dạ. Là lý do vì sao mà Tú ở nửa vòng trái đất mà Tú đến tham dự chương trình này? Dạ, mỗi lần em đi làm á, cái em buồn quá, cái em có cái phone, cái em mở lên YouTube á, em coi cái các chương trình Vợ Chồng Son, Bạn Muốn Hẹn Hò. Xong em có thấy chương trình này nó vui quá. Cái em mới gọi về cho mẹ với vợ em đăng ký giùm. Nhưng mà bà xã em lúc đó là ở đâu? Ở Việt Nam? Đang ở đây, tại sanh em bé. Và xin thay mặt cho ekip chương trình, những khán giả yêu quý chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn vợ chồng em để mà đến với tham dự chương trình Vợ Chồng Son này như vậy rất quý. Xin cảm ơn. Chị hỏi Tâm nè, hôm nay là trong gia đình mình có ai đi chung với tụi em không? Dạ có mẹ, hai mẹ đi chung với bé, với chị em, với bạn. Ồ, xin được phép chào hai chị. Trước tiên xin chắc xin hỏi bà ngoại trước đi. Cô có thường xuyên coi chương trình Vợ Chồng Son không? Cô thường xuyên coi, rất thích coi chương trình này lắm. Dạ. Bà nội thấy là cái cặp mà vợ chồng này khi mà họ lấy nhau á, thì theo cái đánh giá của bà nội là họ sống có hạnh phúc không bà nội? Là thứ nhất trong cuộc đời hai đứa nó có một cái là được làm lễ cưới ở chùa. Bây giờ là trước khi rời Việt Nam thì lại được đi dự Vợ Chồng Son đó. Dạ. Có một cái kỷ niệm rất là hạnh phúc mà lớn lắm mà. Thay mặt chương trình để cảm ơn hai mẹ của cô dâu và chú rể đã tới đây tham dự chương trình và cổ vũ động viên cho hai con của mình. Bây giờ xin phép để được trò chuyện với lại cô dâu. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn. Rồi, Tú thì ở bên Mỹ, còn Linh thì ở Việt Nam đúng không? Dạ. Thôi bây giờ để đón đi, có thể là hai bạn quen nhau trên mạng đúng không? Dạ. Dạ. Hay không? Quá hay luôn mà. Rồi, quen nhau trên mạng làm sao? Dạ, em có một người bạn chung. Thì bạn này bạn học của em. Dạ. Rồi cũng chơi trên Facebook. Rồi bạn này lên Sài Gòn học chung với vợ em. Bữa đó em vô em mới thấy bạn này xinh á. Vô em mới tán thằng này chơi. Cứ nói chuyện qua nói chuyện lại. Thời gian sau cũng mấy tháng sau mới quen đó anh. Bến bao lâu thì mới gặp nhau? Cũng khoảng gần một năm sau đó anh. Ấn tượng của em đầu tiên mà khi em gặp cô này ở ngoài đời thì như thế nào? Nhìn hình rất là chân dài xinh lắm. Nhưng mà ở ngoài thì xinh thiệt nhưng mà chân dài thì không có anh. Quá. Còn em thì sao Linh? Trong hình thì em cũng thấy cũng không có cao to, nhưng nói chung là dễ thương, bảnh tỏn, đẹp trai. Trong lúc yêu nhau đó vậy thì có ấy mơ ghen không? Qua điện thoại thôi á là có ghen. Dạ có, ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Dạ hai đứa đều ghen nhau. Đứa nào ghen dữ hơn? Dạ em ghen dữ hơn. Đó. Giống như ghen người vô hình vậy đó. Nhiều kiếm đó. Em ơi anh yêu em lắm. Anh yêu em lắm nha, vừa bỏ điện thoại xuống em ơi anh yêu em lắm. Không có thôi chị. Có không? Đúng không? Đang có nói chuyện với em á cái nói hơi mệt quá anh đi ngủ nha, nhưng mà thực ra là đi chơi với người khác. Ồ sao em biết? Em có linh tính vậy á, cảm giác vậy nhưng mà đúng là sự thật luôn. Em có cái đợt nào mà cô ấy ghen dữ dội lên không? Dạ lúc nào chia tay luôn không? Cũng có mấy lần. Dạ tại vì là em đi làm ngày thường, cuối tuần em mới được đi chơi. Thì giống như cuối tuần em thói quen em hay đi bar chơi vậy đó. Thì mỗi lần mà vợ nói chuyện xong thì bạn nó gọi vô là em nói vợ anh mệt phải ngủ. Dạ làm sửa soạn make up đi chơi. Trời ơi sửa soạn mà make up nữa. Có make up anh, make up tóc. Tóc hả? Dạ phải nhổ cạo râu. Rồi bây giờ đến sau khi mà các bạn đã cưới nhau rồi thì vợ còn ghen không?
Cũng còn anh, hơn vậy nữa. Dạ. Tại vì mỗi lần mà đi chơi với bạn á là vợ phải kêu mở cái phone, phải FaceTime ở xung quanh lên cho vợ coi đi với bạn nào vậy đó. Khó lắm anh, nếu mà không mở là về là hồi là chết của tao. Tú có cảm thấy khó chịu khi cái chuyện mà bị kiểm soát như vậy không? Có anh, mấy lần cũng gây lộn hoài vấn đề đó đó. Tại vì ảnh đa tình lắm, xung quanh là ảnh lúc nào cũng là con gái hết á, không có con trai. Có với con trai cũng nhiều lắm chứ. Nhưng mà không có đi chơi với con trai, đi chơi với con gái đâu mà. Ủa làm ở thẩm mỹ viện hay sao mà con gái không? Không, tại vì từ thời em ở Việt Nam cho tới qua Mỹ đến giờ là em toàn làm chơi với con gái không à. Từ xưa, tại em sẽ thích chơi với gái. Ủa, thế mà đâu em nói cái gì cụ thể coi sao mà em ghen. Ví dụ giờ làm sao mà em linh tính được là cái cú điện thoại đó là giả bộ. Dạ thì thường á, vào cái giờ đó đó khi mà em đang làm á thì rảnh được chút xíu là em với ảnh nói chuyện. Thường thì nói chuyện cũng lâu lắm thì ảnh mới cúp máy mới đi ngủ. Mà đằng này ảnh mới nói chuyện chút xíu mà ảnh đang mệt, ảnh đòi đi ngủ. Là em có linh cảm gì đó, cái một hồi sau nữa ảnh đi rồi em mới gọi lại. Xong rồi em cũng có lên Facebook em coi bạn của ảnh có up hình lên hay không, là có đi chơi hay không. Thì đó, em mới phát hiện là ảnh đi chơi, anh gạt em. Đi chơi nhưng có gái không? Dạ có, đám con gái không à. Lúc nào cũng diện đồ bảnh tỏn đẹp trai á. Trời ơi, thương quá. Giờ tụi em lấy nhau xong nè, ở được bao nhiêu lâu thì em trở qua anh kia? Là cái lúc mà về cưới đó là em đi 6 tuần, sau đó em về lại Mỹ. 4 tháng sau em quay lại Việt Nam tiếp, em đi 2 tuần. Rồi sau đó tới 1 năm sau, em về một lần Tết nữa. Đó, rồi lần này nữa về là rước vợ qua luôn. Có nghĩa là tụi em sống xa nhau được khoảng gần 3 năm. 3 năm mà gặp nhau được có mấy lần như vậy. Dạ. Như vậy cái thời gian ở bên cạnh nhau ít thế mồ đi. Dạ. Rồi lúc sanh em bé là em có về được không? Tháng để sanh em bé đó em về, nhưng mà em về em bé nó chưa chịu ra. Dạ, xong rồi cái em vừa đi là 2-3 ngày sau nó mới chịu vui, nó mới chịu ra. Dạ. Cái nó giận ba nó. Lúc đó cảm giác của Linh sao lúc mà khi sanh mà không có chồng mình cả? Buồn lắm chị, ghét nặng lắm. Mình nghĩ mình mang bầu thì nó như vậy thôi. Nhưng mà khi mình sinh ra thì mình phải chăm nó. Giờ mình thức đêm, giờ nhiều khi nó bệnh, nó khóc, nó không ngủ được, nó la, mình ghét lắm. Người ta sinh thường là xuống là người ta ngồi được rồi. Còn em sinh á thì em không ngồi được, nằm cũng đau nữa, tháng trời em mới ngồi được. Rồi bằng cách nào mà em vượt qua được cái stress đó? Thì em nghĩ tới con, thì em nghĩ là nó còn nhỏ thì nó vậy thôi, nhưng mà khi mà nó lớn một chút thì mình sẽ đỡ cực hơn. Mình nghĩ như vậy thì mình ngày nào cũng cứ như vậy rồi mình cố gắng mình vượt qua. Với lại có chị rồi, có mẹ rồi động viên an ủi, thì cũng có chồng an ủi nữa. Rồi bây giờ nè, cưới nhau về thì em phát hiện Tú nhiều điểm xấu không? Dạ nhiều lắm. Lười biếng nè, không biết phụ giúp vợ nè, giờ cọc tính. Không phải chị, giống như nó có cái nhiều cái, ví dụ như ăn uống em cũng có phụ, dọn dẹp cũng có nấu ăn. Nhưng mà giống như đi đâu đó đó, thì tại vì mỗi lần mà đi ra ngoài ấy, chị biết không, trời nóng á, em ở bên kia nó lạnh, về đây nóng quá, nó chảy nhớt, nó làm biếng. Làm biếng. Cái mỗi lần nên cứ như vậy là bị vợ chửi hoài à. Rồi, vợ em hay ghen với em, đúng không? Dạ. Nhưng mà Tú ngược lại, Tú có ghen với Linh không? Em thì không có phải là ghen giống như kiểu vợ em, cái chuyện nào đúng mình mới ghen. Nhưng có những chuyện em không ghen, vợ em bắt em ghen nữa. Ủa là sao? Chứ mỗi lần mà giống như em chụp hình với bạn nào á, rồi em chụp hình xong rồi cái đi chơi để lên Facebook, cái vợ em thấy như vậy đó, cái vợ em cũng chụp hình với bạn trai, con trai á, chụp cũng để Facebook gửi em coi, em thấy bình thường không gì hết. Xong rồi vợ em mới hỏi em, bộ anh nhìn hình anh không có cảm giác gì sao vậy? Dạ, bộ anh không có thương em mà. Nó có yêu không? Nó có. Mà sao anh nhìn anh không ghen hả? Có gì đâu ghen, bình thường chụp hình thôi. Đó, có vậy cũng phải bắt em ghen, nếu rồi, em không em ghen là không quản với em. Có đâu, tại vì ảnh chụp hình là ảnh toàn là mèo con gái không à. Hỏi sao vậy không ghen. Nhưng mà sao em lại bắt chồng em ghen ngược lại em? Tại vì em nghĩ không ghen là không thương em, nên em phải bắt ghen. Bây giờ còn gì nữa không Tú? Lâu lâu cũng có anh. Thôi giờ hỏi Tú đi, phát hiện vợ mình có nhiều điểm xấu không? Có anh, chưa cưới thì vợ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, sau khi cưới về làm như vợ chở mặt anh. Trời ơi, chở mặt. Mà đụng chút xíu là la. Dạ, cằn nhằn dữ lắm anh. Thấy bà nào cũng dữ vậy đó. Giống như bà cụ non vậy, đụng chút xíu là cằn nhằn, la sùm á anh. Hồi đó lúc quen không có cằn nhằn đúng không? Dạ không, nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, nó nhỏ nhẹ mềm đâu, bài lắm. Phải có cái vấn đề gì mới cằn nhằn chứ không tự nhiên. Thì giống như mỗi lần mà em về vợ muốn đi chơi đó, tối đi trời mát rồi đi chơi. Vợ em không muốn, cái kêu ban ngày giống như trời nắng, kêu anh ơi đi chơi, cái em cái mề em câu thì dời đó. Mỗi lần câu giờ cái vợ chửi suốt. Vợ khi nào mà em tắm thay đồ đi ra khỏi nhà thì thôi. Rồi còn gì nữa không Tú? Dạ, với thứ hai là trước khi cưới á, vợ em có lập ra một cái giống như là mình cho dù có gây nhau á, là mình cũng không có được xưng mày tao hay là tui gì đó. Nhưng mà ngược lại
khi mà gây nhau là vợ em là người phá vỡ cái đó chứ. Dạ. Ủa là mỗi lần dẫn lưng rồi. Dạ là tôi trước, xong rồi cái hồi là tao luôn. Trời ơi, nó kỳ vậy. Tự nhiên em phe, tự nhiên em xé cái nội quy vậy. Tại vì á, cái chuyện mà em với ảnh cãi nhau là hai đứa đã hiểu nhau rồi, nhưng mà ảnh cố tình á, ảnh chọc em tức lên để em xưng hô cách vậy đó, và cho hai đứa căng thẳng lên vậy đó. Ủa phải không Tú? Em khoái là vợ em kêu mày tao. Dạ tôi anh vẫn nhây. Dạ tại vì mà như vậy, mỗi lần như vậy á thì em không có bực. Mới đầu bắt cười đúng không? Dạ mới đầu bắt vô câu chuyện thì em rất là bực, nhưng mà càng về sau em thấy trong lòng rất là vui lắm, mà càng vui em càng há dạ, em càng chọc. Em kể cho anh nghe một lần nào mà kêu mày tao với em. Giống như một lần mà đi shopping á, hỏi có mua đồ không, em nói không, vợ nói coi đi làm chi, thì buồn quá nha, đi cho vui. Đi xong cái vòng tiếng sau cái em chụp hình em gửi đồ em mua qua, cái hỏi vậy sao nó không mua, cái này đồ cũ nó mua hôm trước sao hôm bữa em chụp, nói hôm bữa quên chụp, cái thế là vợ em nói vậy là nãy nó xạo mà mới đi mua đúng không. Cái này là gây cái em sẵn em chọc nói cái này đâu có nhiêu tiền đâu, ví dụ như mua có 10 đồng em nói mua 100 đồng cho vợ em tức chơi. Cái giờ không biết xài tiết kiệm tiền phung phí đâu, chọc hồi cái mày cũng nghe thôi, mày làm như mày làm đi. Mà có phải thường xuyên vậy không? Lâu lâu thôi hả? Rồi à, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Tú? Em ơi, trước khi qua Mỹ á, là anh muốn nói em là qua Mỹ cuộc sống nó không giống như cái bên Việt Nam, cho nên anh muốn em là phải bớt nóng tính và phải kiềm chế lại bản thân mình và phải biết nhịn nhục, chỉ vậy thôi. Thế thì em mong muốn ông xã mình điều gì trước khi bắt đầu về với chung nhà? Em muốn anh á là bớt độc tính lại. Biết giúp vợ, không cần vợ nói, chỉ cần nhìn vợ là biết là phải giúp cái đó, không cần vợ phải kêu. Dạ hai đứa có hứa với nhau không? Dạ, hứa với nhau không được. Rồi bây giờ hành động đi, thể hiện gì đi chứ. Anh xin hứa với em. Nói nghe nè, giờ chị nói nè, khi mà qua bên kia đúng là như lời chồng của em nói, cái cuộc sống nó sẽ thay đổi mà em bị bất ngờ nếu như em chưa từng qua đó. Dạ. Tại vì chị có con gái, chị đi học bên kia, chị biết thay đổi cả về cuộc sống, và đương nhiên em sẽ thay đổi luôn và con người của em nữa. Qua anh kia nó được có một cái như vậy rất là hay, là vợ chồng sẽ cảm thấy là gần gũi nhau nhiều hơn, và chắc chắn là sẽ tự dưng là phải giúp đỡ nhau, giống như nó gom về một cái khối nhiều hơn là như bên đây. Ở bên đây chứ còn nhiều khi có những cái ta bà việc khác nha. Những cái chi phối của xã hội xung quanh đó, thì nhiều người thân bên cạnh nè, nhiều bạn bè bên cạnh nè, rồi thời gian trống cho mình rất là nhiều. Nhưng mà qua bên kia nó khác, đi làm từ sáng tới chiều chỉ có hai vợ chồng, thì tự động các em sẽ thấy gắn kết rất là nhiều. Nhưng mà chính vì cái gắn kết đó mà tụi em phải nhường nhịn nhau, phải cố gắng nhẫn nhịn, giống như chồng em nói, phải nhẫn nhịn. Và tụi em không có thời gian để mà giống như em mong chồng em là phải biết hiểu ý em đâu, không có đâu. Không có thời gian để mà đón ý em được. Cho nên em muốn cái gì em phải nói. Chứ chồng em không có tự hiểu em được đâu. Tại vì sao? Không có thời gian để làm việc đó. Cho nên chị mong rằng là cuộc sống mới tụi em sẽ hiểu nhau hơn, sẽ yêu nhau hơn, và cuộc sống tụi em sẽ hạnh phúc hơn để lo cho con của mình. Xin cảm ơn hai em và chúc cho hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này, không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ nơi đâu. Dạ. Dạ. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm, dạ sinh năm 1989. Dạ con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Cái tên gì mà gọn lõn vậy trời, im một tên đường mà gọi là quá nổi tiếng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trọn gói luôn á. Dạ. Cái vấn đề này thì ngày xưa con cũng hỏi ba má con rồi, thì chỉ nhận lại một cái cười trừ thôi. Con nghĩ là không nói rõ lý do, nhưng mà con nghĩ là chắc là ở đó có gắn liền cái sự kiện gì với ba má con hay sao á. Chắc vậy rồi. Dạ con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Rồi mời con. Dạ con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. Dạ. Chắc công việc là cũng ở nhà phụ xã. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng, hai vợ chồng làm việc. Rồi bây giờ là hai con là đám cưới với nhau, lâu chưa? Dạ đám cưới là cũng là 6 năm rồi đó. Chỉ con là bé lấy chưa? Nhau. Dạ có bé được 1 tuổi rưỡi. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên đó,
hai đứa gặp nhau như thế nào? Dạ, khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. À. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk, xong rồi xuống đây chơi thôi. Ừ. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này. Bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún bún thịt nướng á. Anh nhờ bạn này chở con giùm. Dạ đúng rồi, đó là lần đầu tiên gặp. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh. Mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai? Lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé. Gọi là cũng trắng trẻo rồi nhưng mà ốm á, nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh, mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Sau cái đợt đó cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. 2014 á thì lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình, có con cũng chia tay người yêu. Anh rể á là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước á thì rủ bé này xuống Sài Gòn. Lần sau thì rủ một cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Gặp lại Khánh lần thứ hai. Ở sau mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ, nó giống như là tiếng sét luôn á. Nhưng mà lúc đó đi chung với thêm bạn của anh rể nữa, bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ lộ ràng liễu luôn, đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ ta. Giống như con hàng sơ cua vậy. Giống như con hàng sơ cua vậy. Bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, không mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Rồi đến sinh nhật của con không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ. Mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi, chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết á. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt? Lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9. Thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Đến tháng 10, tháng 11 thì ông này ổng cứ gọi điện miết à, nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Đến ngày Valentine là 14 tháng 2, cái tự nhiên ổng bắt xe đò á, buổi tối á, lên xe cái là buổi sáng tới mua thuộc rồi đó, cái là ổng lên ổng tặng cho hoa rồi ổng tặng quà vậy đó, ổng đi về. Xong mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng, chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó, thế mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì anh này xuống này mình có cơ hội nhiều hơn, cái là ổng chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn. Cái là mình mới đồng ý. Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ. Hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh lúc mà anh nói là gặp con xong rồi thời gian sau đó cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nói là anh Khiêm đừng có bỏ em, rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Đồng cảm với nhau, cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn rồi đó. Xong rồi xoay qua bên phía con thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy. Thế làm ra là có cái phản cảm. Khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn, đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Thì thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ vậy luôn đó. Thành cái là hôm nay là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Đó là đâm ra là giận đến khi mà lấy anh Khiêm sau 2 năm thì mới làm hòa lại. Là khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Khiêm thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Bản thân con này con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất. Tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó, thì lúc đó là mới về, là dắt Khánh về ra mắt với mẹ.
Sau đó khoảng tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Rồi lúc đó là sao, giờ mẹ con thương Khánh chưa? Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi, thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi, nhưng mà thời gian mà bồi đắp tất cả. Đúng rồi. Thì dần dần á thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Và bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Vậy tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã trước còn lúc mà mới cưới á, mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á, cái đó là mình phóng khoáng nhiều, cái là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh, tức là con gái là phải biết nấu nướng rồi nọ, thì con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Thế mẹ, rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á, bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa, tụi con ở chung hả, chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. Hai năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả, mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quát chồng. Cái giọng vợ con là nói rất là to đó, xong rồi cái giọng của con thì nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà con rất là mắc cười, con bắt điện thoại lên con alo, con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì vợ chồng con cũng gãi đầu luôn. Nhưng mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, về sau này thì lúc, mẹ hiểu. Lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao? Lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Về lại quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ có đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau thì dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, bản tính nó khó dời lắm, bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế, má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế là nói mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ, hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chủ yếu là tập trung vô anh này, vì mẹ thì thương anh này lắm, thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả. Nhà còn hai đứa em sau nữa. Hai em gái hả, em trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh này anh hy sinh cũng nhiều lắm, anh cũng cố gắng hy sinh cho con. Em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái hả? Đúng. Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn, là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp, biện pháp để ngừa, nhưng mà không biết sao trời xu đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Cái xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm quay thử thai mình thử. Cái lúc mà cầm cái quay thử thai lên nó hai vạch á, cái là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ, thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Con á, thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Khó. Mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai cái cảm hạnh xúc phúc khác hoàn toàn. Thế hoàn toàn hai đứa ôm nhau. Cái là bệnh viện người ta đi ngang qua đi ngang lại, người ta nhìn, người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời ơi, vui quá ha. Hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé à. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh, cái bà cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được. Cái là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này anh sáng anh đi xuống xưởng anh làm việc, còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé. Cái con bị stress thời gian đó luôn.
Thời bị stress rất... vì chăm con á. Đúng dạ, rồi ạ, bị gọi là bị trầm cảm sâu sinh luôn á. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này á là nó mấy mang cái thai cũng stress mà chăm con cũng stress luôn. Cộng vô cái đó là nó mới đi chuyện trầm cảm lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha. Vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau. Thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TB. Đây là rất thích xem phim TB. Fan cuồng của TB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ, không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh, ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thực lắm, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật có kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa cơm lãng mạn vậy đó. Đó, anh vẫn chấp nhận cho mình cảm thấy không là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh nữa đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc ấy con sao? À, thì lúc đó là con cũng cố gắng con phụ, con đi làm về để con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không? Con biết là vợ con bị trầm cảm. Con biết chứ. Thì bình thường là chị đã hay cấu gắt rồi. Bây giờ là chị cấu gắt bất cứ mọi lúc luôn. Nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng thể hiện cái giọng rất là cấu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi, cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không chắc được. Tại vì lúc đó sinh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu chớm dịch á. Chớm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á, là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại tôi cho thoát được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm, tối là 7-8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ. Tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn. Mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, mà hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ? Trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc á, nằm bên cạnh con á, nó khóc. Cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, cái cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết. Bây giờ mình không xuống cũng được mà lên cũng được. Cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa. Cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đến như vậy luôn. Cái đó cái trầm cảm nó kinh khủng lắm, cái trầm cảm sau sinh đó. Đúng rồi, là tự tử cái suy nghĩ đó có hai lần. Chớm hai lần. Trời ơi, con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình với đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó. Không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng không? Chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không. Tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi, chứ không có đựng chịu đựng thương vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ đồng muốn cảm gì mình đều chịu hết. Ok. Tại vì em con hiểu được. Con hiểu được cái tức là hiểu được vợ đó. Dạ. Có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay á. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, chứ có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ.
Em thuê bệnh thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn á. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đấy em bé ra xong rồi em mới vọng lên em kêu bác sĩ ơi triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ em muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó mới 28 tuổi mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại thêm luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái là không được. Đó là đến như vậy luôn á, là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu mà có một đứa nữa không biết thì sao. Có thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ ạ. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sanh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực cực vậy thôi chứ khỏe re à. Tại vì cái chuyện mình mệt nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh thấy Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Dạ. Vì sợ tại vì suy nghĩ nó đã chớm ra trong đầu hai lần rồi thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm lên nữa hay không. Nói chung là tại vì á Khánh là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức đúng là rồi. Bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Dạ, đúng thì rồi. Cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao bạn này là người có trách nhiệm. Có nghĩa là bạn nếu khi bạn có đứa con rồi thì bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa dạ, nhỏ. Tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm. Tại đó. Vì nếu mà chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó, thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm, và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm. Bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Dạ. Là cô biết cái kiểu Khánh là hơi cực đoan á. Dạ đúng chính rồi. Vì vậy á, chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Đó, nó là mong như vậy. Mong muốn mọi chuyện đều hoàn hảo trong bàn tay của mình. Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè, tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn là u tối nhất trong trong cái tinh thần của mình rồi. Thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên, đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỷ ô với mẹ. Thì có thể cái là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác. Sẽ thay đổi cái sẽ thay đổi bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi. Đó. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu. Nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa ở trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Vì Khánh là có học cái lớp Easy chăm em bé đó. Khánh là từ y dược nữa. Dạ. Cái cốt là y dược nữa. Là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á, bắt đầu nó 5-6 tuổi nó bập bẹ nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu, 2 tuổi, 3 tuổi. Đang rồi, không nhưng chưa đâu. Bạn này cần cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó. Có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc con sẽ mê nó. Chứ mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó. Đúng rồi em ơi, đúng rồi. Mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được ấy. Chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm chứ tôi đẻ cho 7 con chăm chó rồi. Đã anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải. Anh mà tại vì già quá còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm rồi. Đúng rồi, trời ơi nè, mai mốt nha, không dĩ nhiên bây giờ là không có suối đẻ nữa nha, không có khuyên nha, tội tiền nha. Dạ tùy hỷ nha, thuận theo tùy duyên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa. Thôi bây giờ cá không đó. Tại vì đây nè, em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi, cưng chết đi được, lúc đó thèm đó. Yeah. Lúc đó thôi, chảnh thôi, bây giờ qua bây cái giờ kia đi, rất là cưng rồi mà. Thôi bây giờ qua tới cái phần này nè, cần đại hội vạch mặt đó, mặt xấu đó, người ta gọi là đại hội vạch mặt đó, đại hội vạch mặt đó. Để Kim khui trước đó, ai trước nè? Thì để con đi, để con nói con thẳng vào vấn đề luôn nha, không có đầu trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể, gọi là kể tính tật xấu. Tật xấu hả? Kể tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình.
Đó. Thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai là hay sai chồng lắm, sai giặt á, sai chồng mà chạy, sai giặt. Ví dụ như có cái điện thoại thôi, điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp vàng lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không? Nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có một bàn tay kìa. Vậy ngon rồi. Năm món là được rồi. Chiên, xào, luộc, hấp. Nấu cơm nữa là xong rồi. Cơm bắt ăn vặt. Cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài dĩa hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á. Cái đó là thực sự đó. Cái đam mê đó nó không ảnh hưởng tới quán này, quán kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán đó. Ăn ở mặt là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Có phải đi mua hả? Đúng rồi. Bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cỡ nào nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Khoái chồng đi mua đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Chắc tôi phải mở quán ăn vặt quá rồi. Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt Hiệp. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà thôi không kể nữa đâu. Sao vậy? Nó stress nữa phải không? Không, nó trầm cảm nữa giận. Hay gì? Hả? Không sao đâu, không sao. Không có sao hết trơn á. Để thêm tật nó thôi. Khui thêm tật nó đi. Khui thêm tật nó uống bia là vô đói. Bia dữ lắm hả? Bản thân con là đàn ông có uống bia mà con thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt phải không? Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà. Nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa ta đói nhau. Dạ có. Thường xuyên phải không? Tức là bình thường luôn. Hai vợ chồng uống ấm, gọi là gì? Nó gọi là gì? Ẩm đấu ẩm hay đối ẩm? Hai vợ chồng đối ẩm nhau. Có thể nói gọi là chi kỷ á. Vậy ngon được. Vậy được rồi. Vậy đó, vui lắm. Hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ, còn hai chồng mà uống nhau là vậy là hay rồi. Dễ thương cái đó vậy. Cứ tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui là lôi nhau ra nhậu. Ồ được á. Chắc bởi ông Tuấn không chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu gì chứ không? Không, ảnh cũng không có nhậu. Ảnh là ẩm trà, gọi là gì? Trà đạo hả? Trà đạo. Trà đạo thôi. Mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn. Bởi ông cũng chán trường cô lắm, hiểu không? Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau. Vậy đúng thôi. Được, cái đó dễ thương. Uống nhưng mà chia ra hai trường phái nữa. Ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im không nói gì hết. Còn vợ thì lầy vô đói luôn. Mà lầy vui lầy vui thôi. Thôi vậy đúng cũng được rồi. Rồi chứ hai đứa cùng lầy nó cũng mệt nữa. Thôi vậy không có phải tật xấu đâu. Không có bên đâu nhưng mà uống vậy nó vui. Vậy đi. Chuyện nào bà kêu cái bà hàng xóm lại hai bà ngồi cưa đôi á. Cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chỉ có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu thôi. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi mệt lắm nghe. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó như là đúng là vật bất ly thân mà có chuyện gì một cái là mình emergency liền, con hiểu không? Dạ. Tạo cái thói quen đó đi. Lúc nào cũng cầm trên tay để có người để sai vặt mà nó. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta? Chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên, ví dụ như là đây cũng hay quên vậy. Dạ. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó nên cái kia là thú tính nha, chứ không phải người ta hay quên nha. Thú tính nên là ảnh là hay quên. Ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha, rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Đi tới nửa đường cái là mới nhớ là còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất là nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó là tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, ngáy không kiểm soát được. Là coi là lực bất tòng tâm thì đó. Lực sao mà kiểm soát được? Cái chuyện nó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi, mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á, xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin là cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Trời ơi, hăm dọa.
Vậy là tật xấu đó. Cái này là tật xấu đó. Đó, tật xấu. Hiếp người quá đáng. Hâm dọa người quá đáng. À, tiếp, ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Đó. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Hoàn hảo. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á, cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa? Mà không. Sao phải đây? Cũng nói vậy thì không thể chấp được ảnh bởi vì ảnh rất là nhiều công việc. Dạ, quản xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu ảnh cũng rất là nhiều thôi, công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy, muốn cho ảnh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi, bớt sai giặt chồng bớt đi. Bớt lại. Đó, để cho chồng chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á, là má vợ con á, cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết mà. Từ nhỏ. Đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi, dạ có. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Dạ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cứng quá cái là ảnh rưng rưng. Khóc hả? Đúng. Hai rồi. Anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thật sự quan cách 5 con nhưng... Đây, hay khóc lắm. Người đàn ông rất là... Dễ rơi nước mắt. Nhạy cảm. Chạnh lòng chút xíu này, để chứng kiến rồi. 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt. Đó, cứ vậy. Nuốt ngược vô. Tại vì người ta tình sĩ cảm. Sĩ diện á mà nuốt ngược vô. Tình cảm quá. Tình thì cảm chị quá. Nói em, hai anh em bắt tay nhau được rồi. Đó, anh... mong manh lắm. Anh có những cái đồng cảm với Khánh, với Kim. Dạ. Nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh. À, thật sự là với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm đấy. Hai vợ chồng con là cũng có giao kèo mà. Nói chung là giận cái nào giận nhưng mà chỉ trong ngày thôi, trước khi đi ngủ là phải làm hòa. Mới tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai. Mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa, cho nên là giao kèo trước luôn là giận thì giận nhưng mà trước khi ngủ là phải xong hòa. Đối tác nhưng mà có thực hồi hiện đó đúng không? Con lại quên giao kèo là lỗi ai người đã nhận chứ cuộc con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn. Đúng sai con cũng nhận. Rồi vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi. Tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do. Không là cần phải thay đổi con gì hết. Con mong muốn không bớt nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nha. Con có mong muốn đây là cơ hội đó. Tính. Không, cái mình nóng tính ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà, tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó, cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi mà không có người, ví dụ như vợ con nóng tính, ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi, có nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con cũng vậy, đâu muốn Kim thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. Bớt quên. Cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về, không có sao hết. À. Như vậy là ok. Vậy được thôi, hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bỉ cực. Qua cơn bỉ cực hết rồi. Bây giờ nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi, bắt đầu mở ra, bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con. Thì cô hy vọng là em bé càng lớn càng đáng yêu, em bé càng lớn càng đeo mẹ. Con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe. Con phải vung vô. Nhớ nha, tức là vậy nè. Mặc dù con yêu con khủng khiếp nha, con thương nó khủng khiếp. Nhưng cô khuyên con nè, con bằng mọi cách con phải dung dáng nó vô, nó phải bám mẹ nó. Con hiểu chưa? Nó phải bám mẹ nó không rời mẹ nó ra. Và mẹ nó là thần tượng của nó. Thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì. Đó, hay là hay không? Con hiểu chưa? Dạ, đó. Kinh nghiệm đó nghe, dữ lắm đó nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em nha. Một cái nụ cười của em rất đẹp. Và anh khuyên em nên thường xuyên tăng cường những cái nụ cười của mình, không được rơi vào những cái trạng thái u uất, không được rơi vào những trạng thái mà chỉ có một mình giải tỏa và bị stress, rất dễ bị stress trong cái thời điểm này. Nha. Rồi, chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc ha, hiểu nhau ha, và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai nha. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nghe.